Ngày 17 tháng 11, phường Đoàn Vĩnh Mỹ phối hợp Ban Khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ tổ chức trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi, học sinh trên địa bàn phường. Dịp này các em được tham gia các trò chơi như chuyển nước dây nguồn, truyền ngọc, gấp kẹo, đập bong bóng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi bổ ích để các em thiếu nhi, học sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, để ra sức học tập rèn luyện, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng phường dĩnh Mỹ, ngày càng văn minh, giàu đẹp.